Na, ma, mi, thờ, Na, ma, mi, thờ, Trong 48 nguyện 43 nguyện phía trước Là Đức Phật phát nguyện Phổ độ chúng sanh Vạn sanh tịnh độ Từ nguyện 44 đến nguyện 48 Năm nguyện này là nguyện được Phật phá một cách đặc biệt hơn, chuyên vì chúng Bồ Tát mà phá. Bồ Tát đều là bờ xã mình vì người, nhưng Bồ Tát từ thất địa trở xuống. Khi độ chúng sanh nơi sáu nẻo đúng hồi, vẫn bị tình trạng mê khi nhập thai. Vừa chuyển thế là liền quên mất những sự việc trước kia. Khi đến thế gian đầu thai, họ sẽ quên hết những chuyện của đời trước. Nếu như những vị Bồ Tát này Tô Pháp Môn Tịnh Độ có oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật Giá Trì, họ sẽ ra sao? Họ sẽ không bị hiện tượng mê khi kết ấm. Vì đây đó các Đại Bồ Tát thường hay chăm lo đến các Bồ Tát ở địa vị thấp hơn, lúc nào cũng phải tỉnh thức một chút. Tiểu Bồ Tát rất dễ giác ngộ. Phía cuối là chương 23 Lúc tôi thành Phật Các hàng Bồ Tát Trong các cõi nước mười phương Nghe danh hiệu tôi Ác đều đạt được thanh tịnh Giải thoát Phổ đẳng tá mùi Các tổng trì sau Trụ ta má địa Thậm chí thành Phật Đây là nguyện Phổ đẳng tá mùi Trong định thường cúng Vô lượng vô biên Hết thảy chứ Phật Chẳng mất định ý đây là nguyện trong đình cúng Phật Nếu chẳng được vậy Chẳng giữ lấy chánh giá Ở chỗ này Có nói Các hàng Bồ Tát Lấy viên giáo để nói Từ địa vị sơ trụ Đến bậc đẳng giá 51 vị thứ Thấy đều bao gồm trong này các ngài có duyên nghe được danh hiệu a di đà phật ác đều đạt được thanh tịnh chữ thanh tịnh này tức là nhìn thấu giải thoát chính là bốn xạ phổ đặng tá muội chính là bình đẳng giá được nói trên đề kinh bồ tát bao đời bao ký Phát nguyện giáo hóa chúng sanh Từ phương diện tự giác giác tha Đều đạt được công đức thù thắng Vì thế nghe được pháp môn này Những lợi ích mà nó mang lại Siêu vượt phàm phu Quá nhiều, quá nhiều Các ngài đắc được Thanh tịnh giải thoát Thanh tịnh là liệt hết thảy các nhiễm trược. Nhiễm trực cũng có Mức độ sâu cạn không đồng Giải thoát là liền mọi phiền não Chỉ cần có điều dính má Liền sẽ có phiền não Liền không thể tự tại Phổ đặng tá muội Phổ là phổ biến Đẳng là bình đẳng Phổ biến bình đẳng Là sợ chứng đắc trên quả địa Của Như Lai Lấy bổng tông để nói Phổ đặng tá muội tức là trong niệm phật tam muội đây là cảnh giới cao sâu nhớ các tổng trì sau Tổng tất cả phá trì tất cả nghĩa nói một cách đơn giản là hết thể thiện phá chắc chắn được đạo chứng mà không bị mất đi mọi ác niệm quyết định không sanh an trú trong niệm phật tá muội mà đến khi thành phật Điều này quý vị thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm được Lão Hòa Thượng Hải Khánh cũng làm được Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát Sự việc này cách đây không lâu Chắc chắn không phải giả dạ. An trú nơi niệm Phật tá muội mà đến lúc thành Phật Bồ Tát tuy chưa đến Tây Phương Mà nghe được danh hiệu A-di-đà Phật Đọc được Kinh Vô Lượng Thọ Tức thì được oai thần bổng nguyện Của A-di-đà Phật Gia trì Nhưng Bồ Tát nhất định Phải sanh lòng ngưỡng mộ Cung kính Đối với A-di-đà Phật Nếu như đối với Kinh Phá Danh hiệu Lại bài trừ Phỉ bán Không những không có được sự giá trị Hơn nữa còn mang tội rất nặng trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư phật chẳng mất định ý trong định không cần thiết phải rời khỏi bổn xứ của mình vừa khởi niệm là liền có thể cúng dường tất cả chư phật trong một niệm này có thể hóa vô lượng vô biên thần như vậy thật quá hiếm có Họ vẫn ở trong định ý như cũ Chẳng mất đi Định ý Một mình Chúng ta tu hành nơi đạo tràng Tâm rất thanh tịnh Có một ngày Đến thăm một vị thiện tri thức nào đó Định liền bị mất đi Chúng ta bình thường niệm Phật Vì sao không thấy được A-di-đà Phật Không thấy còn tốt hơn nếu như thấy rồi Bạn sẽ quá vui mừng Ngược lại khiến tâm bị động Như vậy sẽ tiêu hủy toàn bộ Một chút định con vừa có của bạn Thậm chí Còn sanh Lòng cứu mạng Xem thường người khác Anh thấy không Tôi thấy được Phật rồi Mà anh vẫn chưa thấy Sự việc này Thường xảy ra làm sao để đề phòng đấy Mọi chuyện Cứ tùy theo duyên của Phật Bồ Tát Bản thân chúng ta Không ta ý vào Là được Dù cho tương lai thấy Phật Hoặc thấy Tây phương thế giới cực lạc Hãy như các bậc tổ sư Chẳng xem chuyện đó là gì cả Mọi cảnh giới hiện tiền Nhất định không được chấp trước như Hủy Viễn Đại Sư năm đó Ba lần thấy được thế giới cực lạc Trước giờ Ngài không hề nói với ai Sau cùng lúc vãng sanh Mới kể với đại chúng Ý hệt như vậy Tất cả cảnh má hiển hiện Không sanh sân hận Sẽ không mất đi định ý Sẽ không bị chúng ảnh hưởng Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Y chắc theo một có Phật hiệu cảnh giới thuần nghịch ở trước mà tâm chúng ta vẫn giữ được sự thanh tịnh điểm này rất quan trọng một đoạn sau cùng lúc tôi thành phật các hàng bồ tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh phá đắc đà rani đây là nguyện 46 nguyện đắc đà rani Tiếp theo Thanh tịnh hoan hỷ Đắc bình đẳng trụ Tu Bồ Tát hạnh Đầy đủ cội đứt, Ngay lập tức Nếu chẳng đạt được Một hai hay ba thứ nhận Đoạn này là nguyện Nghe danh đắc nhận Cũng là nguyện 47 Nguyện cuối cùng Với các Phật Pháp Chẳng thể chứng ngay Được bất thói chuyện Thì chẳng gì tới chánh giá Nguyện 48 Là nguyện chứng bất thoái trong hiện đời Chứng ly sanh phá chữ sanh này chỉ cho lục đạo luân hồi ly sanh phá tức là bệnh viện thoát ly tam giới lục đạo bồ tát thể hiện nơi tam giới sáu nẻo nếu như không được phật gia trì sẽ vẫn bị hiện tượng mê khi nhập thai vẫn có sanh tử như thường Đà La Ni là tiếng phạn Dịch ra là tổng trì Tổng tất cả phá Trì tất cả nghĩa đó cũng tức là tổng cứng lệnh của hết thầy phá họ nắm chắc trong tay rồi ngày nay chúng ta niệm có phật hiệu này phật hiệu chính là pháp môn đại tổng trì trong nhà phật chúng ta nhất định phải ghi nhớ đà ra ni có bốn loại Thứ nhất là phá Thứ hai là nghĩa Thứ ba là chú Thứ tư là nhận Phá tức là giáo hào Giáo pháp của Phật Trì mà không quên Nghĩa là lý luận Đối với nghĩa của các phá Tức là nghĩa lý Trì mà không quên Chú tức là thần chú Nhẫn là an trụ Vào Thật tướng của phá như phép thực tướng An trụ Nắm được cương lĩnh Thì việc giáo hóa chúng sanh Sẽ không có sai lầm Mọi thứ đều không có chướng ngại Thanh tịnh hoan hỷ Đắc bình đẳng trụ Bình đẳng cực kỳ quan trọng Hết thảy vạn phá Thể là bình đẳng Tướng cũng bình đẳng Chúng ta thấy thì không bình đẳng bởi vì chúng ta chấp vào tướng bị mê ngay nơi giả tướng chẳng hạn như một ngôi nhà thông thường có nhà đẹp có nhà lại bình thường chẳng giống nhau nếu mời kiến trúc sư đến xem xét họ sẽ chỉ nhìn thấy ngôi nhà này đã dùng hết bao nhiêu biến gà bao nhiêu bao xi măng bao nhiêu cây gỗ bao nhiêu thế kết họ nhìn các căn nhà đều như nhau Cách nhìn của họ khác với chúng ta Bồ Tát nhìn thấy Là thật tướng Hiểu thấu được vạn pháp là bình đẳng Vạn pháp nhất như Vì vậy mọi phân biệt chấp trước Đều không còn Đạt được thanh tịnh bình đẳng chân thật Lúc này nhất định Chứng được ba thứ nhận Ba thứ nhẫn gồm có âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhận Trong Kinh Nhân Vương cũng có dùng chữ nhẫn này để nói rõ việc chứng quả của Bồ Tát phân thành năm loại. Một là phục nhẫn, nghĩa là có thể chế phục được vọng tưởng, chấp trước nhưng chưa đoạn được. Đây là điều kiện cơ bản nhớ nếu muốn đến nghiệp vãng sanh. Biểu hiện bên ngoài phải tùy thuận, trong tâm thì thanh tịnh bình đẳng, không được bị ngoại cảnh dao động chư phật bồ tát trong hỷ nộ ai lạc đều là dạy hào ngoài mà chỉ là diễn kịch mà thôi thứ hai là tính nhận tính tâm thành tựu rồi tin sau không nghi so với phục nhận ở phía trước thì công phu chế phục phiền não phải sau thêm một tầng Thứ ba là thuận nhận. Đây chính là nhu thuận nhận được đề cập trước đây. Ngũ nhẫn trong kinh Nhân Vương phối hợp với ba thứ nhận trong bổn kinh. Về mặt đại thể có thể hiểu được đây đều là chỉ cho cảnh giới Bồ Tát ở và bậc địa bên viên giáo. Với các Phật Phá nếu chẳng thể chẳng ngay được bất thói chuyện chứng quản ngay trong đời này chính là chứng đá viên mạng tam bác thoái tức là vị bác thoái hạnh bác thoái và niệm bác thoái mấy nguyện cuối cùng của a di đà phật ngài phát là vì muốn giúp cho chúng bồ tát ở mười phương tức là năm nguyện sau cùng không nhất thiết phải đến tây phương thế giới cực lạc chỉ cần đối với a di đà phật xưng danh tảng thán cung kính cúng dường y giáo tu hành hơn nữa có thể vì người diễn nói đều được năm nguyện cuối cùng của a di đà phật giá trì cho nên năm nguyện sau cùng này hoàn toàn là dành cho người có tâm từ bi sáu nặng tôi không muốn thành phật lúc này tôi muốn làm bồ tát tôi phải độ cho chúng sanh khổ nạn đặc biệt là nói với dạng người này nếu bạn có thể gặp được pháp môn này nghiêm tốt học tập quả thật đầy đủ tính nguyện trì danh bạn liền được năm nguyện sáu cùng trong bốn mươi tám nguyện của A-di-đà Phật giá trị cho bạn bạn có thể độ chúng sanh một cách thuận lợi nếu như có ý cầu vãng sanh Phật liền sẽ đến tiếp dẫn bạn Khẳng định là như vậy Bạn xem giúp bạn đắc đà ra ni Giúp bạn đắc nhận Giúp bạn chứng bắt thoái Ngay đời này Thì làm gì có chuyện Không tới dẫn bạn vãng sanh chứ Do đó phổ độ chúng sanh cũng đừng quên đi chính mình Nhất định phải vặn sanh tình độ Vì sao vậy? Sanh tình độ Sẽ được thành tựu viên mạng Sau này đến mười phương thế giới Phổ độ chúng sanh Trí huệ thần thông Đạo lực của bạn Không khác gì a di đà Phật Vô vàng Bồ Tát Đều lấy thế giới cực lạc là... Làm đạo tràng Tu học của chính mình Họ có khả năng Không hề rời khỏi đạo tràng Mà vẫn hiện thân hóa độ chúng sanh Khắp pháp giới Những điều lợi ích này Thật thù thắng không gì bằng Chúng ta muốn đạt được những điều này Nhất định phải vãng sanh thế giới cực lạc Không vãng sanh Sẽ không có được Vãng sanh thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà Phật Đây là nguyện vọng duy nhất Của những người niệm Phật như chúng ta Phải buông bỏ thế giới này Đừng để nói trong lòng Đặc biệt Hết thảy ý niệm bất thiện quyết định không được có nếu có ý niệm bất thiện sẽ chiếu cảm lấy quả báo phiền não nghiệp chướng chẳng lành rồi còn đưa đến thiền tài nhân họa chúng ta tự mình nhận lãnh còn muốn kéo người khác chịu chung cái tội này rất nặng hiểu à, rõ cái đạo lý này thương. liệu giải được chân tướng sự thật chúng ta muốn xả tất cả ý niệm bất thiện của mình buông bỏ ngôn từ bất thiện cùng với hành vi bất thiện Thiện nhất trong các thiện Đứng hàng đầu thù thắng vô song Chính là niệm A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật Cả ngày từ sáng đến tối Không đánh mớ Một câu tiếp nối một câu Đây chính là Bạn tu đại thiện Viên mạng rốt ráo Đây là thiện của ai? Đây là thiện của chư Phật Như Lai Thiện phá Thế số thế gian Không gì có thể Vượt qua cái thiện này Thật quan trọng Quá tốt rồi Chúng ta có duyên gặp được Hy vọng mọi người Bắt đầu từ bây giờ Chân thật nỗ lực niệm Phật Buông xả vạn duyên Một lòng chuyên niệm Đài Loan sẽ không có tai nạn Chúng ta làm việc này Đây là cá để cứu lấy Đài Loan Chuyện này là sự thật Không phải giả Hết thể kinh đại thừa Nói như vậy mà tất cả chư Phật Bồ Tát cũng nói thế